với kênh của mình nha. Thì một thời gian vừa rồi mình bận bịu quá nên mình không có ra clip cho anh em coi được. Thì hôm nay mình tập hợp lại những cái câu hỏi của anh em để lại những bình luận ở những cái video của mình á. Và một số anh em đã nhắn tin ở Zalo fanpage cho mình thì yêu cầu mình làm một cái clip chỉnh xuống sơn và cắt pha sơn với xăng để sao cho nó đạt gọi là chuẩn. Thì ở đây không có gọi là chuẩn hết á, chuẩn là theo cảm nhận của từng người thôi, mỗi thợ mỗi khác nhau, mỗi anh em mỗi người một cách pha khác nhau và tùy theo sơn gì, sơn thịt hay là sơn loại sơn candy hay là loại cao may đó, thì nó gọi ba bốn loại đó tùy theo cách sơn cách pha nữa. Thì nó có mỗi cái sơn màu thịt thì nó khác, mà sơn màu cao may nó khác, sơn candy nó khác, thì tùy theo cảm nhận của anh em mỗi người thôi. Hôm nay mình sẽ xô chậu cho anh em coi luôn cái cách mình pha như thế nào, đó pha như thế nào gọi là chuẩn của mình thôi nha. Mình sơn nào giờ nó vẫn vậy, vậy không có thay đổi gì hết. Thì có nhiều mình xô mình chia sẻ cho anh em luôn đó, cho anh em dễ hiểu. Thì những hình ảnh, những cái câu trả lời trên Zalo thì mình không thể trả lời hết cho anh em được, với lại từng anh em bình luận vô thì mình cũng không thể trả lời chi tiết được. Thế nên cái clip này gom lại mình sẽ làm quay cho chi tiết cận cảnh hơn cho anh em dễ hiểu, dễ nắm bắt nha. Đó, cái vấn đề đó là như vậy. Hôm nay mình sẽ sơn lên dàn áo chiếc AB 2.8 sơn màu xám xi măng đó. Thì mình đã lót rồi, thế bây giờ mình sẽ pha màu xám xi măng nè, pha với xăng. Thì xám mình đã quậy rồi, mình xám màu xám xi măng này là có ba màu cơ bản nha anh em. Anh em lấy ba màu cơ bản, màu xanh mực và màu đen và màu trắng, đen mờ đen bóng gì tùy ý anh em đó. Thì bỏ trắng, lấy trắng anh em nhấn cái xanh vô, xanh mực á, rồi anh em muốn nhấn xanh lè cho nó xanh lè thì bỏ xanh lè nhiều, bỏ xanh nhiều. Còn anh em muốn cho nó tối là nó thành xám thì anh em bỏ đen nhiều, nó như vậy thôi đó. Còn anh em muốn bỏ vàng thêm thì cho nó có cái ánh ra nó sáng lại xíu thì anh em muốn bỏ, tùy anh em, còn tùy theo cách yêu cầu nữa đó, đó mỗi người anh em thôi. Còn nói về riêng pha bóng nha anh em, pha bóng á thì anh em mua cho mình cái ly ly đo mililít này nè. Anh em ra chợ thiếu gì, chợ thiếu gì anh em mua cái ly này nè. Mình mua, mình xài cái ly là 250ml này, nó có chiên ngất ra, chiên ngấn nè, 50 nè, 100 nè, 150 nè, đó, 200 nè, 250 nè, đó, nó chia làm 3 nè, nó chia làm một cặp này nè. Mình sẽ pha theo tỷ lệ của bóng, ví dụ bóng 41 thì pha như thế nào. 41 thường thường á, 41 á, nó sẽ là 4 lạng bóng và 1 lạng cứng. Thì mình sẽ không đo bằng cân, thì mình lấy ly này, mình xài là 400ml này thì với 100ml cứng thì nó sẽ ra y vậy thôi, đúng theo thôi, không có gì khó đó. Rồi xăng anh em có thể pha theo 1:1 hoặc là 4:1, thì anh em muốn bắn căng thì anh em pha ví dụ 4 bóng 1 cứng, anh em pha xăng khoảng nửa thôi, 2 thôi là anh em bắn ok. Còn em pha theo 4 nữa, 4 bóng 1 cứng 4 xăng thì nó hơi loãng quá, ok anh em đó. Thì nó như vậy. Còn 2:1 thì còn cái này mà 200 thì anh em pha 4:1 thì 200, anh em pha 200ml bóng thì cái cứng thì sẽ là 0.25 đó, 0.25 ở độ 0.50 0.50 nha anh em, 50ml cứng thì với 100ml xăng nó sẽ ok đó. Không nói vấn đề nữa, thì cái vấn đề này chút tới là mình sẽ quậy cho anh em coi. Bây giờ mình sẽ quậy cái sơn với xăng để mình đưa lên xuống, mình chỉnh xuống, mình bắn cho anh em luôn, ok. Thì mình pha sơn á, mình xài cái ly mình pha sơn nhiều, mình xài cái ly trà tắc nha anh em. Cái ly này ly hay bán trà tắc ở gì đường nè, anh em người ta hay bán, hay là ly nước mía, ly bự nè. Còn ly nhỏ mình xài xài ít, nó ít quá mình pha nhiều lần nó cực, mình biết lắm, mình xài này đó. Trước tiên anh em đổ sơn vô, anh em đổ xăng gì cũng được. Đây sơn mình đã pha sẵn rồi, nó quậy sẵn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ quậy nó lên đó. Màu này màu xám xi măng nha anh em. Đó, em quậy nó ra, em quậy đều sơn lên. Nó sơn anh em để lâu, anh em phải quậy nó đều lên cho nó đánh tan cái sơn ở dưới nữa, cho cái màu nó lên nó đều hơn, nó chuẩn cái màu hơn. Đó, nó nằm cặn nằm đáy không à, anh em phải quậy cho nó đều lên. Đó, trong cái hình thì nó hơi sáng nha anh em, còn ở ngoài của mình là nó xám lắm. Đó, và cái điện thoại mình đang quay camera trước nên nó có nhiều cái nó hơi ngược á. Bây giờ mình đổ xong, đổ ra. Đó. Mình đổ 1/3 cái ly này. Ok nè. Đổ 1/3 ly đó. Thì mình đổ xăng lên, xăng với sơn là đều nhau nha anh em. Bằng
nhau, 1-1 luôn, tỷ lệ 1-1 luôn. Đó là màu thịt. Và anh em có thể cho xăng lên nhiều hơn một xíu, nhiều hơn sơn một xíu đối với màu thịt. Đó. Đó, anh em quậy nó đều lên. Anh em muốn căng sao mà cảm thấy ok á, anh em cầm cái muỗng lên kéo lên. Đó, nó vừa nè. Cái nước đầu nó còn chảy kéo theo giọng nè. Đó, vừa ok nè, còn nếu anh em kéo lên mà nó chạy chậm quá thì nó hơi đặc nha. Còn mà lỏng quá nó rớt xuống tọc 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 luôn, nó to luôn á, đó là lỏng quá. Bắn nó lâu clip lắm. Còn anh em mà pha vô đặc quá thì bắn ra cái hộp nó bự, nó không được miệng lên mặt. Áo keo nó khó căng. Đó. Đó thì như vậy thôi. Tùy theo cảm nhận anh em muốn bắn dày, bắn mỏng tùy anh em. Đó thì cách pha của mình nó chỉ như vậy thôi. Đó, rồi. Anh em lấy súng, lấy quặng đổ vô. Bắt đầu chỉnh súng, quất thôi. Đó, đổ vô. Quất thôi. Đó. Rồi, ok. Bây giờ qua mình sẽ hướng dẫn anh em clip cái khúc mình chỉnh súng nha. Đây. Anh em thấy cái khúc này đúng không? Đó, anh thấy không? Ok không? Bây giờ anh em biết hết lại. Chiếc từ ổ gió sơn với lại đó luôn, đây là cái độ phả nè, ở phải vừa nè, anh em xiết cho hết đó, anh em xiết cho hết luôn, xiết hết cho mình, anh em xiết hết hết lại luôn, ok anh em xiết lại luôn, anh em sẽ không sơn ra được cái gì hết. Ok anh em, bắt đầu giờ anh em mở gió cho mình nè, anh em cảm nhận theo, anh em thấy gió vừa đủ theo của anh em sơn là được. Chứ mình giờ mình nói gió, giờ gió sao ta, mỗi cái cây súng súng gió nó khác nhau, anh em chọn gió cho nhiều tùy ý cái độ anh em sơn. Đó, và bắt đầu bây giờ anh em mở cái độ phả ra trước, mở cái độ phả ra vừa là thôi. Bắt đầu anh em mở cái lượng sơn xuống nè, anh em xoay ra khoảng 2 vòng. Đó, bắt đầu giờ anh em thấy sơn ra rồi đúng không? Bây giờ anh em mở cái vòng trên cho nó phả ra, mở ra, nó phả ra tùy nó đặt cái cầu của em thôi. Đó anh em vừa thôi, cho cái bản bự quá nó tốt sơn, mà bản nhỏ quá bắn nó dãy nha anh em, bản vừa anh em cho nó khoảng khúc rồi thôi, khoảng 10 cm, cho cái bản ra khoảng 10 cm, cái lượng sơn anh em vừa phải thôi, đừng ra nhiều quá, sơn ít hay nhiều mà quan trọng cái lỗ này, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đây còn anh em nha, anh em bóp ít nhiều, anh em bóp vừa phải hay bóp hết nó ra nhiều thôi, còn anh em bóp vừa nhấn giữa nửa vừa nửa, anh em cũng biết nhấp á thì nó còn ra ít ra nhiều tùy theo độ của mình bắn nữa nha anh em. Đó, như cái mày là mình bắn ok nè. Đó, nếu là chiếu gió mình xem gió này mình bắn gió nhiều hơn. Đó, ok. Đó, ok, bây giờ mình sẽ sơn luôn. Lớp này là bắt đầu giờ anh em sẽ bắn lớp mỏng qua. Anh em đừng bóp hết cò, bóp hết cò ra mình sơn nó bám lên nó dễ bị rửa sơn lắm. Anh em sẽ đi một lớp mỏng thì là mỏng, bóp nửa cò thôi, anh em bóp 50% cò thôi thì nước sơn nó sẽ ra đều và đẹp. Mà anh em bóp hết anh em chỉnh lượng sơn xuống nhiều mà anh em bóp hết ra nó nhanh chảy lắm. Với lại nó không được mềm mà bóng. Đó. Đó anh em đi vừa nhẹ thôi. Vừa vậy nè, để cho nó có độ bám đi rồi chứ không nó bửa sơn anh em. Đó anh em ép hết cò luôn là nó sẽ đều vào lại nha. Đó mình làm cái tương vậy, khi anh em đi nước đầu đi mỏng thôi, đi đều hết xong cái đầu sắp đều màu, anh em nước cuối anh em ép màu cái qua là đều luôn, không được bắn qua màu nữa nha anh em.
đây thì bây giờ mình tạo bóng màu xong, bây giờ mình củ keo nè, thì củ keo mình xài cái hình như nãy đầu clip mình nói rồi nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ xài keo 21 thì mình sẽ đổ ở đây 200 ml, thì tương ứng của cái chất đóng rắn của nó là 100 ml là thành phần 21, thì mình sẽ đổ xăng á, sẽ bằng bóng 21 đó sẽ bằng bóng nha anh em, bóng bao nhiêu thì xăng nó bấy nhiêu, xăng bóng nó 200 ml thì xăng cũng sẽ là 200 ml. Đó, nếu nó nhiều hơn thì nó loạn, mà nó ít xăng hơn thì nó đặc quá, bắn nó không có kéo căng được cái bóng mặt bóng thì nó là một nghe này, đều luôn bằng luôn. Đó, mình xài bóng này, bài này là hệ super luôn. Đó, rồi đó, hệ super luôn anh em. Đó, mình sẽ đổ thì pha cái này nó sẽ chuẩn hơn và keo nó sẽ chuẩn. Đó, đổ vô. Đó, đây hộp cứng của nó. Đổ là 100, đổ 200 ml, kia thì cái này 100 ml nha em. 21 mà. Đó, vừa đủ. Là khi anh em đo với cái ly này là khi xài anh em xài bóng với cứng, là khi bóng hết với cứng là hết luôn, nó đều nhau luôn. Đó, nên anh em thoải mái, tỷ lệ nó rất là đúng. Tốt nhất anh em mua khi mà pha bóng, anh em mua cái ly đo ml này là chuẩn nhất. Đó, rồi bây giờ tới xăng. Xăng đổ 200 ml luôn nha. Đó, xăng đổ 200 ml luôn, chuẩn luôn. Đó, 200 ml ở đây, trên đây 250, nếu đầy ly này là 300 ml. Đó, đổ vô. Và một bộ áo keo á thì mình sẽ ép 2 lần. Đó, anh em quậy đều lên. Đó, quậy khi mà anh em mới đổ ra đục chỉ đẩy rồi quậy đều lên, ở trong ve này, trong bắt luôn này, thẻ nó là super mà anh em thoải mái bắn 2 lớp keo là áo bao căng luôn. Thì mình xài cái bóng này là mình, nào giờ mình xài những cái bóng khác mình lựa chọn cuối cùng được vẫn là một cái loại bóng này, rất là ok. Bây giờ mình đổ vô vest là mình dứt thôi. Đối với keo AKHK anh em chỉnh cái độ phả nó lớn hơn một chút xíu và chỉnh cái lượng sơn xuống nhiều một chút xíu, nhiều vừa thôi. Anh em xả lại thêm khoảng nửa vòng nữa, chứ được nửa vòng nữa. Xíu thôi anh em nè. Đó, nếu mà phảo quá anh em xiết cái độ này lại xíu. Ok, gió thì anh em chỉnh lại vừa thôi, đừng có gió lớn luôn băng màu, gió lớn như băng màu là thổi keo đi hết. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bắn keo lên dàn áo luôn nè. Lưu ý với anh em, khi anh em ép keo á, anh em ép chồng mí nha, anh em ép chồng nửa thì cái bảng của cái này nó đi khoảng bao nhiêu thì anh em cái bảng sau anh em chồng lên nửa của cái bảng đó. Đã, anh em chồng qua chồng xếp, giống như là gọi là xếp mí ngói anh em. Anh em cứ xếp mí ngói cho mình, cứ kéo qua xếp mí ngói nha, gọi là xếp mí ngói á. Thì nói vậy cho anh em dễ hiểu, thì ngói nó sẽ xuôi xuống vậy, thì anh em xếp cái đầu tiên cái dưới, từ dưới xếp lên, chứ anh em đâu xếp trên xếp trước đúng không. Thì mình sẽ xếp từ dưới lên, là cái trên nó sẽ chùm mí cái dưới, và cái trên nữa nó sẽ chùm mí cái dưới nữa. Đó, nó cứ vậy chùm vô nửa gì đó, thì anh em kéo áo đều tay nữa. Nếu cái miếng dài quá thì anh em kéo nửa thôi, kéo nửa miếng thôi, anh em giật về nhớ cái góc tay mình nó hơi lắc chứ. Ok, và em kéo áo keo anh em nên giữ gió đều nghe, đừng có ngắt gió quản, đừng có ngắt kiểu này. Đó, anh em đừng có đánh tạt như vậy, anh em kéo là kéo luôn, giữ gió nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ bắn luôn cho anh em coi. Chút xíu nữa bắn qua hết một lượt, anh em ép lại vòng nữa rất là căng nha.
bắn lớp 2 thì khoảng cách khoảng nhau khoảng 10 tới 15 phút nha anh em. Thì ép keo nước 2 thì đợi khoảng 10 15 phút là anh em ép tiếp. Ép cũng như vậy luôn. Cũng y như nước 1 luôn. Thì để cho nó hơi ráo về mặt đi rồi mình bắn lớp 2 nha, để nó ráo quá nha anh em. Đó bây giờ mình ép nước 2 nè. Đó bây giờ ép nước 2 nha anh em. Keo xong hai nước thì thành quả của nó sẽ rất là căng nha anh em. Căng, rất là căng. Căng mà không bị da cam nha anh em. Anh em bắn da cam là chưa đạt. Bị dợn da cam là chưa đạt nha anh em. Cái này phải căng thì là căng bóng luôn. Anh em phải thật là căng bóng. Bóng mà anh em nhìn không có góc dợn luôn á thì anh em sẽ đạt. Còn nếu anh em mà bắn còn góc cam nhiều quá là một là do súng, hai do tay anh em nha. Thì anh em cứ pha đúng theo tỷ lệ như vậy mà anh em bắn. Ha, góc trong này là nó hơi tối nha, thì để mình đem ra ngoài mình soi cho anh em coi. Đó, cái màu của này là màu xám mà vô trong video này là thành nó là màu xanh luôn anh em ơi. Cái điện thoại tôi nó cùi bắp quá,
nhiều khi sơn màu xám mà anh em cứ tưởng sơn màu xanh băng, còn màu sơn màu xanh băng thì vô hình anh em lại tưởng màu xanh biển. Đó, thấy không anh em, nó phải căng như vậy. Đó. 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 Đó, anh em thấy ở ngoài không? Đó. Thấy tôi đang quay luôn nè. Đó. Anh em ép hai keo hai nước là nó sẽ bóng như vậy nè anh em. Và khi anh em ép keo đều tay như vậy á thì đối với những anh em thợ mình đỡ cực cái là khâu đánh bát. Khâu bát rất là cực. Thì cực nhất vẫn là cái màu hệ candy với cái màu đen 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 bóng á, rất là cực. Rồi còn những cái màu đơn giản bình thường, màu trắng, màu vàng, màu này đồ dễ bát thiệt, nhưng mà khi mình em sơn thì hạn chế đánh bát. Đó. Đó. Thì qua cái video này á thì mình cũng muốn anh em nào có nhu cầu mà đang đam mê cái nghề sơn mà hiện tại chưa chưa có gọi là chưa có nhiều điều hiểu biết á, thì anh em có thể kết bạn Zalo của mình. Thì ở trong cái nhóm Zalo của mình có tạo một cái group cho anh em chia sẻ nghề sơn với nhau. Thì trong cái group đó hiện tại cũng được 70 mấy thành viên rồi. Và trong đó thì từ thợ già nghề cho tới thợ mới vào nghề đều có hết, và có người bán sơn luôn. Đó, anh em có thể vào đó cần ai tư vấn cái gì thì có người tư vấn cho anh em. Rồi muốn mua sơn thì có người bán sơn luôn cho anh em nha. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Thì cái clip này thì đến đây thì mình xin hết. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Thì nếu thấy hay á thì đăng ký kênh và ủng hộ cho mình. Nếu không hay cũng đăng ký ủng hộ nha anh em. Rồi, xin chào tạm biệt.